Sáng nay mùng 3 tháng 4, trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua đã làm rung chuyển Đài Loan, Trung Quốc và bật cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản, Philippines. Theo thông tin ban đầu, trận động đất xảy ra ngoài khơi Đài Loan với cường độ 7,2 đến 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Đài Bắc vào sáng ngày mùng 3 tháng 4. Sau đó, Đài Loan đã cập nhật cường độ động đất lên đến 7,7 độ. Động đất gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Truyền thông Trung Quốc cho biết, chấn động cũng được cảm nhận ở các khu vực Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho biết, đây là trận động đất lớn nhất xảy ra tại đây kể từ năm 1999, khi trận động đất mạnh 7,6 độ làm chết khoảng 2.400 người và làm hư hại 50.000 tòa nhà. Ngay sau trận động đất, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Facebook: "Tôi đã lập tức yêu cầu đội ngũ quản lý tìm hiểu tình hình tại nhiều khu vực và hỗ trợ người dân sớm nhất có thể. Chúng ta cần hợp tác với tất cả các bên nhằm hạn chế tác động của thảm họa này. Kèm theo đó, lực lượng phòng vệ sẽ đảm bảo sự an toàn của người dân và tài sản." Theo một tờ báo địa phương, thành phố Liên Hoa là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất với cường độ ghi nhận là 6 độ. Các thành phố Nghi Lan, Nhiêu Lật cũng ghi nhận động đất lên đến 5 độ. Thống kê cho thấy, cường độ động đất tại các thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Đào Viên và các huyện Nam Đầu, Tân Trúc và Chương Hóa ở mức tiệm cận 5 độ. Hầu hết các khu vực còn lại trên đảo này đối diện với cường độ động đất 4 độ, kể cả huyện Cực Nam, Bình Đông. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Đài Loan cho biết, tính đến 9 giờ 40 phút đã ghi nhận một người chết và 50 người bị thương do động đất trên đảo này. Nhân chứng của hãng tin Reuters khẳng định vẫn cảm nhận nhiều dư chấn động đất ở Đài Bắc. Cơ quan khí tượng Đài Loan cũng cho biết đã ghi nhận ít nhất 25 cơn dư chấn. Ngoài ra, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc phát hiện tổng cộng 5 trận dư chấn, cường độ xấp xỉ 5 độ, trong vòng 1 giờ sau trận động đất chính. Chính quyền thành phố Đài Bắc cho biết hệ thống đường sắt đô thị của thành phố này hiện đã hoạt động trở lại, trong khi đơn vị cung cấp điện thông báo hơn 87.000 hộ dân trên hòn đảo này vẫn đang trong tình cảnh mất điện. Theo Khu Công nghệ Khoa học Nam Đài Loan, nơi đặt một nhà máy bán dẫn của tập đoàn TSMC, các cơ sở tại đây đều không bị ảnh hưởng bởi động đất. Phía TSMC cũng khẳng định các dây chuyền của tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường. Người phát ngôn của TSMC Nina Cao khẳng định các nhân viên của tập đoàn này an toàn. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro, tập đoàn này đã cho ngừng thi công các công trình mới cũng như tạm dừng một số dây chuyền sản xuất chip. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan dự đoán dư chấn động đất có thể xảy ra trong vòng 3 đến 4 ngày tới. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết các trận dư chấn có thể có cường độ lên đến 6,5 đến 7 độ. Hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết ít nhất 9 trận lở đất và lở đá đã được ghi nhận trên tuyến cao tốc Suhua dẫn đến thành phố Hoa Liên. Video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều tảng đá lớn đã lăn xuống đường cao tốc này, trong khi một số đường hầm bị thiệt hại nặng nề, thậm chí có đường hầm còn bị bẻ đôi. Một tuyến đường cao tốc kết nối phía Tây và phía Đông đảo Đài Loan cũng bị hư hại do lở đá. Ít nhất 12 xe hơi gặp tai nạn và 9 người bị thương trên tuyến đường này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc chính phủ nước này khẳng định Bắc Kinh rất lo ngại về cuộc động đất và sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh hưởng từ trận động đất, Nhật Bản và Philippines đã phát đi cảnh báo sóng thần. Hãng tin Reuters cho biết, Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa, phía Nam. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao tới 3 mét dự kiến sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn bờ biển phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, cường độ trận động đất ở mức 7,5 độ, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã cử máy bay thu thập thông tin về hậu quả động đất quanh vùng Okinawa, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ trú ẩn cho những người sơ tán nếu cần thiết. Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận một cơn sóng thần ập vào đảo Yonaguni của nước này, và đến hiện tại, Nhật Bản đã gỡ mọi cảnh báo sóng thần cho khu vực đảo Okinawa. Tại Philippines, cơ quan địa chấn nước này cũng đưa ra cảnh báo ở khu vực ven biển của một số tỉnh tại nước này, kêu gọi người dân sơ tán lên vùng đất cao hơn. Viện núi lửa và địa chấn Philippines cho biết, nước này đã ban hành cảnh báo động đất. Các khu vực ven biển phía đông nước này được dự đoán sẽ hứng chịu các đợt sóng thần cao, với đợt đầu tiên dự kiến sẽ đổ vào bờ biển trong khoảng 8 giờ 33 phút đến 10 giờ 33 phút giờ địa phương. Người dân các khu vực ven biển thuộc tỉnh Bastan, Cagayan, Ilocos, Norte,
và Isabela được khuyến nghị mạnh mẽ về việc lập tức di tản lên các khu vực cao hoặc đi sâu vào bờ. Hey, 你先往里搞一搞，然后我叫你搞一进去一下。